em nhìn cũng biết rồi đó, laptop gaming nữa đấy. Dạo này trộm vía là Acer gửi cho tôi hơi bị nhiều laptop gaming. Lần trước là em Nitro 16 Phoenix nè, rồi em Aspire 7. Nhưng lần này là một em laptop gaming cao cấp hơn, là một vũ khí gaming tối thượng của Acer luôn. Đó là em Acer Predator Helios Neo 16. Trong video này mình cũng sẽ đánh giá nhanh em laptop này để xem là nó có gì hấp dẫn nhé. Trước tiên, rõ ràng là laptop gaming mà còn là ở dòng cao cấp thì khỏi phải nói rồi. Helios Neo 16 vẫn có một thiết kế hầm hố chuẩn gaming cho anh em flexing các kiểu luôn. Ở giữa mặt A vẫn có logo Predator quen thuộc. Tuy nhiên, lần này mình thấy Acer làm logo này nó nhỏ hơn so với các con Predator khác. Mà mình lại thích cái kiểu logo không quá to như thế này hơn, kiểu cảm giác có gì đó hàm hố nhưng vẫn tinh tế. Ngoài logo Predator ra thì còn có một cái dãy các ký tự số được khắc laser trên mặt A như thế này. Ra trước gaming phết nha. Ở phía sau này còn có một cái mã mod nè, để anh em nào tò mò có thể thử giải cái mã này ra. Chứ mình không nói đây là chữ Predator đâu nha. Phần mặt A này là kim loại nha. Mình thấy đây là chất liệu luôn cần có một chiếc laptop gaming luôn ấy. Nó cho thấy được cái sự mạnh mẽ cũng như là bền bỉ của các em laptop gaming như thế này. Phía sau máy vẫn có hai hốc thoát nhiệt được thiết kế như là ống xả của mấy em siêu xe như thế này luôn. Và nếu như mà anh em thấy quen á, thì cái phần hốc nhiệt này có thiết kế khá là giống với em Nitro 16 Phoenix mình vừa giới thiệu với anh em cách đây không lâu. Và như mình cũng đã nhấn mạnh ở cái video trước á, build quality của Acer với cái dòng laptop gaming vào năm 2023 này thực sự rất tốt luôn. Chưa kể đây là dòng cao cấp Predator nữa. Các phần vát cảnh viền, phần nhựa, bản lề đều được hoàn thiện tốt, không có cảm giác bị yếu hay là sọc sệt gì cả. Mở máy bằng một tay vẫn cứ gọi là easy luôn. Rồi, tới câu chuyện laptop gaming và cấu hình của chúng. Helios Neo 16 sở hữu con chip Intel Core i7 13700HX và con chip HX và thế hệ 13 mới nhất sẽ cho anh em một hiệu suất chơi game rất mạnh rồi ha. Chưa kể là kết hợp với RTX 4060 8GB nữa thì đây là một cấu hình cực kỳ khủng để anh em chiến game và làm việc với các tác vụ đồ họa nặng. Về RAM thì em này cũng đang dùng RAM DDR5 4800MHz và đã có sẵn 16GB rồi. Tuy nhiên con máy này vẫn có khả năng nâng cấp tối đa lên tới 32GB RAM. Cái SSD là 516GB cơ bản và có thể nâng cấp lên tới 2T. Đây là một khả năng nâng cấp rất lớn để hỗ trợ anh em chơi nhiều loại game AAA nè, hay là lưu trữ tài nguyên. Ok, tới phần màn hình thì đây. Helios Neo 16 có kích thước là 16 inch với tỷ lệ 16:10 và độ sáng 500 nits. Những thông số và tỷ lệ màn hình khá là quen thuộc với các laptop gaming rồi, vì nó sẽ cho anh em một không gian màn hình to hơn để làm việc cũng như là chơi game nữa. Cuối cùng là độ phân giải 2560x1600 và tần số quét là 165Hz. Thông số cực kỳ giống với màn của con Nitro 16 Phoenix luôn. Không cần nói quá nhiều về tần số quét 165Hz sẽ mang lại cho anh em những cái lợi ích gì, đặc biệt là trong chơi game mà đúng không? Tuy nhiên là cái con Helios Neo 16 này còn được tích hợp cả công nghệ Advanced Optimus nữa. Đây là công nghệ hỗ trợ chuyển đổi qua lại giữa card đồ họa tích hợp và card đồ họa rời để xuất màn hình cho phù hợp với cái tác vụ mà anh em đang dùng. Không cần restart máy nha, tiết kiệm pin hơn và giảm thiểu cái giật lắc nữa. Chưa kể là màn con này cũng là 100% sRGB luôn, cho nên là những anh em nào làm những cái tác vụ liên quan tới màu sắc như là Photoshop nè, hay là edit video cũng ngon lành luôn. Nói qua một chút về hệ thống tản nhiệt thì Predator mà anh em, dòng cao cấp mà, cho nên là hệ thống tản nhiệt cũng phải ngon chứ. Em Helios Neo 16 này có một cái hệ thống tản nhiệt độc quyền của Acer luôn. Hệ thống tản nhiệt này bao gồm hai quạt tản nhiệt AeroPlay 3D Gen 5 mới nhất, kết hợp gel tản nhiệt kim loại lỏng, rồi bên trong còn có các ống đồng cách nhiệt nè và các khe hốc thoát nhiệt tản quá trời tản. Chưa kể là anh em còn có phần mềm PredatorSense để điều chỉnh tốc độ quạt từ Quiet nè, Balance, Performance và cuối cùng là Turbo cho anh em tốc độ quạt nhanh và mạnh nhất. Các cổng kết nối trên Helios Neo 16 cũng rất đầy đủ và được phân bổ ở hai bên và phía sau máy, bao gồm hai cổng C hỗ trợ Thunderbolt 4 nè, hai cổng USB 3.2 Gen 2, một cổng USB 3.2 Gen 1, một jack 3.5, có luôn khai động micro SD, cổng mạng và cổng HDMI 2.1 để anh em xuất ra màn hình ngoài. Số lượng cổng riêng đối với mình đã thấy quá đủ sử dụng rồi. Chưa kể là việc bố trí cổng kết nối ở phía sau thì rõ ràng sẽ giúp anh em dễ dàng hơn trong việc setup con laptop này trên bàn làm việc của anh em, sắp xếp dây nhợ cũng thuận tiện hơn nữa. Cuối cùng thì mình cũng muốn đề cập một tí về bàn phím cũng như là touchpad trên con Helios Neo 16 này. Vẫn là layout full size ha. Và phần đèn LED RGB trên bàn phím con này cũng được chia ra làm 4 zone khác nhau và đương nhiên là anh em cũng có thể thay đổi trên phần mềm PredatorSense rồi. Ở đây thì Acer cũng làm nổi bật cụm phím WASD và cụm phím điều hướng để nó mang tính gaming nhiều hơn. Touchpad thì vẫn ok, vẫn rộng, vẫn đủ không gian để cho anh em dùng nhiều thao tác khác nhau. Ngoài ra thì mình cũng có bật thử vài bài hát cho anh em laptop này á, nghe loa khá là to chất lượng. Và mình cũng có thấy là trên Helios Neo 16 vẫn được trang bị công nghệ âm thanh DTS-X Ultra để tùy chỉnh âm thanh nữa. Siết cái đít lại. Tổng kết lại, với tầm giá hơn 40 triệu với một cấu hình khủng, build quality và thiết kế của một dòng Predator cao cấp thì anh em thấy sao? Để lại comment cho mình biết nha. Cũng đừng quên về chế độ bảo hành 3S1 cực kỳ ngon của Acer, bảo hành nhanh chóng trong vòng 3 ngày bao gồm cả thứ Bảy, Chủ nhật. Đặc biệt hơn là Acer còn cam kết 1 đổi 1 cho các trường hợp không hoàn thành được bảo hành cho anh em trong vòng 3 ngày từ lúc nhận sản phẩm nữa. Mình đã để các đường link ở phía dưới phần mô tả cho anh em rồi nha. Và đừng quên like, share và nhấn nút subscribe cho channel của Gen Z. Mình là Duffy, hẹn video tiếp theo. Bye bye anh em.